Spy Room đã có group Facebook. Nhưng sao nó lạ lắm? Bạn có thể tham gia các thảo luận văn minh. Người anh em ở đâu? Về nhiều kiến thức và sự kiện thú vị. Hey. What the? Chất lượng news feed của bạn có thể tăng lên 1,000%. Hoặc không. Tham gia chúng tôi biết chúng tôi không biết gì hôm nay để không bỏ lỡ một drama hay bất cứ thảo luận nào. Đây là bài viết độc tài dưới một góc nhìn khác, từ Libya và Muammar Gaddafi tới nước Nga và Putin, của tác giả Việt Anh Trần. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này. Ý định viết bài này nảy ra sau khi mình viết về Fidel Castro, một nhân vật lịch sử còn gây nhiều tranh cãi. Xuyên suốt chiều dài lịch sử còn có rất nhiều những nhân vật tương tự mà mình xin phép trích dẫn một câu bản thân rất thích khi nói về họ. Love them or hate them, but you can't ignore them. Trong ngành nghiên cứu về văn hóa có hai khái niệm trái ngược nhau, đó là ethnocentrism và cultural relativism. Ethnocentrism là xu hướng đánh giá thế giới dựa trên niềm tin rằng nền văn hóa của mình là đúng, là ưu việt. Do đó, những niềm tin, giá trị và hành động trái ngược được coi là sai trái và kỳ quặc. Ví dụ, ở nước tôi ăn bằng thìa là văn minh, ở nước bạn ăn bóc đúng là cổ hủ. Hiển nhiên, cách nhìn này dẫn tới không ít những nhận định chủ quan và đầy thiên vị. Đó là lý do Cultural Relativism ra đời. Cultural Relativism cho rằng nên đánh giá hành động, niềm tin của một con người từ góc nhìn văn hóa của chính họ. Người nghiên cứu cần bỏ qua cái tôi và chấp nhận thực tế rằng cách nhìn của mình luôn luôn thiếu khách quan. Vậy hai định nghĩa này có liên quan gì tới video này? Hy vọng mọi người sẽ có một câu trả lời riêng cho bản thân sau khi đọc bài. Còn mình thích thì mình cứ viết thôi. Từ Libya và Muammar Gaddafi. Ngày 19 tháng 3 năm 2011, NATO và Mỹ chính thức can thiệp quân sự vào Libya nhằm lật đổ chế độ độc tài của Muammar Gaddafi. Hành động được chính Obama thừa nhận là sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ tại vị của mình. Plan for the day after what I think was the right thing to do in intervening in Libya. Hơn 5 năm sau, Libya rơi vào trạng thái hỗn loạn không thể kiểm soát, nội chiến liên miên, ba chính phủ đồng thời tồn tại và không chấp nhận nhau. Một bên do Liên Hợp Quốc ủng hộ, một bên đóng ở Tobruk và một nhóm chính phủ do các chiến binh Hồi giáo Libya đứng đầu, chưa kể tới sự hiện diện và ảnh hưởng của IS. Trước sự can thiệp này thì sao? Chúng ta luôn biết tới chế độ độc tài của Gaddafi qua những quan điểm từng được nói đi nói lại trên các phương tiện truyền thông, thâu tóm quyền lực, trừng phạt các thế lực thù địch, vi phạm vấn đề nhân quyền, v.v. Video này xin phép không nhắc lại để nhường chỗ khai thác những điều Gaddafi đã làm được. Muammar Gaddafi là một nhà lãnh đạo theo hơi hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này thể hiện rõ ràng nhất thông qua các chính sách trước khi ông bị lật đổ. 1. Giáo dục, y tế và điện được cung cấp miễn phí cho toàn dân. Trước khi ông nắm quyền, tỷ lệ biết chữ ở Libya là 25%, sau đó được tăng lên 87%, với 25% có bằng tốt nghiệp đại học. 2. Công dân Libya có thể vay nợ ngân hàng nhà nước với lãi suất 0%. 3. Gaddafi đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiêu lớn nhất thế giới để đảm bảo toàn dân có thể tiếp cận nguồn nước. The Man-Made Project. 4. Một công dân Libya muốn làm nông nghiệp sẽ được cấp miễn phí nhà, trang trại, gia súc và hạt giống. 5. Khi sinh con, một người phụ nữ Libya sẽ được hỗ trợ 5.000 USD cho bản thân và đứa trẻ. 6. Dưới thời Gaddafi, người dân được mua xăng dầu ở mức giá rất thấp, khoảng 0,14 USD một lít. Và 7. Gaddafi đã từng có ý định thống nhất Liên minh châu Phi, giống như Liên minh châu Âu EU, sử dụng đồng tiền chuông dinar. Nhiều thông tin cho rằng đây chính là nguyên nhân sâu xa cho sự can thiệp của phương Tây, vì liên minh này sẽ là một rào cản không nhỏ để các nước phương Tây tận dụng và bóc lột nguồn tài nguyên của lục địa đen. Thực tế, Gaddafi cũng không thiếu những người ủng hộ. Một phần trong số này đã thực hiện cuộc tuần hành ủng hộ ông lớn nhất thế giới với 1,7 triệu người tham gia, tức là bằng 1/3 dân số Libya ở Tripoli. Gaddafi có thể là nhà độc tài trong mắt nhiều người, nhưng cũng đồng thời là anh hùng trong mắt rất nhiều người khác. Có hợp lý không khi sử dụng giả định của bản thân để can thiệp và quyết định hộ đâu mới là điều tốt nhất cho một quốc gia thay cho những người sinh ra và lớn lên ở đó, những cá nhân ngấm sâu văn hóa, phong tục và luật lệ Libya và Hồi giáo?
Liệu rằng đây có phải là một biểu hiện của ethnocentrism mà hậu quả nhãn tiền là vô cùng thảm khốc? Một nửa của sự thật không phải là sự thật. Gaddafi là độc tài hay không hoàn toàn tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi cá nhân. Nhưng áp đặt chuẩn đất nước mình để giải quyết vấn đề của đất nước khác hoàn toàn có thể gây ra những hệ quả hết sức khó lường. Tới nước Nga và Vladimir Putin. Sơ lược về Putin. Vladimir Putin trở thành tổng thống thứ hai của Nga sau Boris Nikolaevich Yeltsin vào năm 2000 và nắm giữ vị trí này trong suốt hai nhiệm kỳ. Sau khi kết thúc thời gian này vào năm 2008, vì giới hạn luật pháp, ông nhường vị trí tổng thống cho người kế nhiệm, cũng rất thân thiết và chịu ảnh hưởng lớn từ chính mình, đó chính là Dmitry Medvedev, và chuyển sang giữ chức thủ tướng trước khi quay trở lại vị trí tổng thống Nga vào năm 2012 và tiếp tục đương chức cho đến tận bây giờ. Được miêu tả như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán, nói ít làm nhiều, Putin vốn là một cựu trung tá tình báo KGB đã từng hoạt động ở Dresden, Đông Đức trong những năm từ 1985 đến 1990. Ông rất thích thể thao, đặc biệt là môn judo. Putin tập judo từ khi năm 13 tuổi, hay các môn khác như ice hockey, bơi lội, chèo thuyền, cưỡi ngựa, v.v. Putin có sở thích cởi trần khoe body và sự nam tính. Cá nhân tác giả thấy trò xây dựng hình ảnh này hơi lố vì ngực của ổng hơi xệ và bụng thì hơi to. Tuy nhiên cũng không dám ý kiến nhiều hơn vì tác giả đang kém ổng gần khoảng 40 tuổi mà cũng gần thế rồi, cười người hôm nay, 40 năm sau lại tự tát vào mặt mình thì buồn lắm. Putin có thói quen đến muộn, ngay cả khi tiếp đón lãnh đạo cấp cao của các nước khác hay các thủ lĩnh tôn giáo. Danh sách nạn nhân của ông bao gồm Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người đã phải đợi Putin 3 tiếng ở quảng trường đỏ, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych 4 tiếng, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, Thủ tướng Đức Angela Merkel hay Giáo hoàng Francisco. Lý do được những người thân cận của Putin đưa ra đó là vì ông quá tỉ mỉ và luôn chuẩn bị thông tin rất kỹ càng trước mỗi buổi gặp mặt. Tuy nhiên theo mình, cố tình đi trễ là chiến lược để thể hiện sức mạnh và khai thác sơ hở đối phương có thể bộc lộ do tức giận vì phải chờ đợi và cảm thấy không được tôn trọng. Năm 2015, Putin được Forbes bầu chọn là người đàn ông quyền lực nhất hành tinh. Nước Nga trước Putin. Dưới hai nhiệm kỳ của Tổng thống Yeltsin từ năm 1991 tới năm 1999, nước Nga theo chủ trương thân phương Tây, rất khác so với chính sách của Putin sau này. Chuyển đổi quá nhanh từ nền kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường với hàng loạt chính sách như tư nhân hóa toàn quốc, cho phép bàn tay vô hình của thị trường điều chỉnh giá cả, chẳng những không hiệu quả mà còn gây ra một cú sốc lớn. Quyền lực và tiền bạc dần tập trung vào tay một nhóm nhỏ các nhà tài phiệt được gọi là oligarch, gây ra một sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đất nước. Trong thời gian này, thống kê chỉ ra rằng nước Nga gặp rất nhiều vấn đề nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, gây ảnh hưởng lớn tới nhận thức và mong muốn của người dân về một nhà lãnh đạo phù hợp. Một số thống kê đáng chú ý từ World Bank. GDP đầu người chỉ đạt khoảng 1.330 USD vào năm 1999. Tỷ lệ nghèo đói lớn hơn 40%. Lạm phát cao hơn 30% khiến cho các khoản tiết kiệm trước đó của người dân giảm giá trị nghiêm trọng. Họ mất dần niềm tin vào chính phủ. Tỷ lệ nợ GDP lớn hơn 110%. Nga gần như không thể hiện một dấu hiệu nào về khả năng chi trả. Ngược lại, dấu hiệu bùng nợ lại nhiều hơn bao giờ hết. Đồng tiền ruble tụt giá trị thảm hại và không có giá trị chuyển đổi quốc tế. Các địa phương, một phần do quản lý lỏng lẻo dưới thời Xô Viết, không đóng thuế cho chính phủ. Đó là một nước Nga bế tắc và nghèo đói. Một nước Nga mất hoàn toàn vị thế của một cường quốc. Hơn bao giờ hết, người Nga cần một sự thay đổi. Ngày 31 tháng 12 năm 1999, dưới rất nhiều sức ép, Yeltsin từ chức và chỉ định Vladimir Putin, khi đó đang là thủ tướng lên thay, mở ra một kỷ nguyên nắm quyền của đương kim tổng thống Nga hiện nay, một kỷ nguyên đầy thành tựu cũng như tranh cãi. Nước Nga dưới thời Putin. Putin, trái ngược với người tiền nhiệm Yeltsin, không phải là một nhà lãnh đạo thân phương Tây. Ông thậm chí đã nhiều lần phê phán các nước này vì can dự quá nhiều vào vấn đề nội bộ và làm rối loạn hệ thống chính trị của nước khác. Một số phát ngôn nổi tiếng về vấn đề này có thể kể tới. Nguy cơ chủ nghĩa khủng bố đang tăng lên. Vấn đề Afghanistan vẫn chưa được giải quyết. Tình hình ở nước này vẫn đáng lo ngại và không làm cho người ta lạc quan. Còn có những nước cách đây không lâu thì đang ổn định và khá phồn vinh ở Trung Đông và Bắc Phi như Iraq, Libya, Syria đã trở thành khu vực hỗn loạn và vô chính phủ mà từ đó đã xuất hiện mối đe dọa đối với toàn thế giới.
và chúng ta biết rõ vì sao lại có chuyện đó. Chúng ta biết ai muốn lật đổ những chế độ không hợp ý họ, tức phương Tây, và áp đặt những điều luật của mình một cách thô bạo. Kết quả là thế nào? Người ta đã gây ra tình trạng hỗn loạn, đã phá vỡ thể chế nhà nước, đã đẩy người dân đến chỗ xung đột nhau, và sau đó, đơn giản, như người Nga thường nói, đã rửa sạch tay rồi mở đường cho những lực lượng cực đoan và những kẻ khủng bố. Hay sau khi phát biểu sau sự kiện WikiLeaks vào năm 2010, các vị gọi đấy là dân chủ, các vị luôn rêu rao rằng mình là nhà dân chủ, còn chúng tôi là độc tài. Nhưng nếu các vị mà ra lệnh bắt Julian Assange thì quả là một sự nhục nhã. Tôi có thể khó chịu với ông ta, nhưng không có nghĩa là phải bắt ông ta rồi đem ra tử hình kiểu Mỹ như thế này. Thụy Điển và Anh đang đi ngược lại quyền tự do báo chí đó là thế nào? Thật là một kiểu Hoa Kỳ chính gốc, đòi bỏ tù Assange rồi kết án Bradley Manning thì thật là ngớ ngẩn. Dành cho những ai chưa biết thì Julian Assange là một lập trình viên người Úc và là người sáng lập và giám đốc của WikiLeaks, là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận xuất bản các rò rỉ tin tức và phương tiện truyền thông phân loại được cung cấp từ các nguồn ẩn danh. Assange thành lập WikiLeaks vào năm 2006 và được quốc tế chú ý vào năm 2010 khi WikiLeaks công bố một loạt các rò rỉ do Chelsea Manning, một nữ quân nhân từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ cung cấp. Những rò rỉ này bao gồm video giết con tin tháng 4 năm 2010, nhật ký chiến tranh Afghanistan tháng 7 năm 2010, nhật ký chiến tranh Iraq tháng 10 năm 2010 và Cablegate tháng 11 năm 2010. Sau vụ rò rỉ năm 2010, chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với WikiLeaks và yêu cầu các quốc gia đồng minh hỗ trợ. Vào tháng 11 năm 2010, Thụy Điển đã ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với Assange. Còn với Chelsea Manning, cô bị đưa ra xét xử tại tòa án quân sự. Manning đã nói rằng mình tiết lộ bí mật với mong muốn tất cả có thể thấy cái giá thực sự của cuộc chiến tranh. Quay trở lại với câu chuyện chính, ở chiều hướng ngược lại, Putin cũng liên tục chịu chỉ trích từ truyền thông phương Tây vì sự chuyên quyền, độc tài, sẵn sàng thao túng truyền thông hay bỏ tù và trừ khử những người làm trái ý mình. Điển hình là vụ bỏ tù Mikhail Khodorkovsky, một nhà tài phiệt đã từng giàu nhất nước Nga. Putin còn bị cáo buộc sử dụng quyền lực để làm giàu cho cá nhân và những người thân thiết, với một số báo cáo cho rằng tổng tài sản của ông trong năm 2015 có thể lên tới hơn 100 tỷ đô la. Tuy nhiên, ông là người có công lớn trong việc vực lại nền kinh tế và vị thế chính trị của nước Nga. Những thống kê dưới đây không nói dối. GDP Nga tăng mạnh sau khi chạm đáy vào năm 2009. Hai giai đoạn khủng hoảng là do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế 2008 và trừng phạt kinh tế từ phương Tây sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014. Điều tương tự xảy ra với GDP tính theo đầu người từ đáy là 1.330 USD vào năm 1999, lên đỉnh là 15.500 USD vào năm 2013. Lạm phát giảm mạnh và duy trì tương đối ổn định. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm mạnh từ đỉnh khoảng 15% xuống dưới mức 5% vào năm 2015. Tỷ lệ nghèo đói cũng đang giảm mạnh và đạt khoảng 11%. Song song với đó là sự gia tăng của tầng lớp trung lưu từ 11% lên 48%. Putin áp dụng chính sách đánh thuế cá nhân đồng đều ở mức 13% và giảm thuế doanh nghiệp từ 33% xuống còn 20%. Người Nga bắt đầu đóng thuế đầy đủ hơn, gián tiếp tăng tổng lượng thuế thu được gấp 5 lần. Truyền thông phương Tây đôi khi khắc họa ông như một kẻ may mắn, gặp thời giá dầu tăng nên mới có thể giúp nước Nga giàu lên nhanh chóng. Nhưng ngược lại, khiến nền kinh tế nước này quá phụ thuộc vào khai thác và sản xuất năng lượng. Nhiều ý kiến cho rằng di sản này cực kỳ kém bền vững và có thể kéo Nga trở lại khủng hoảng trong tương lai. Và đó là bài viết Độc tài dưới một góc nhìn khác, từ Libya và Muammar Gaddafi tới nước Nga và Putin, của tác giả Việt Anh Trần. Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.